đồng hà thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, nhưng con đường thèm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi. Đừng nghe quá khứ trong sổ, đường chia ly đã ngóc tim đau, tìm ra lối cân cầu. Sao giờ trong cái nhóm chăn nuôi thú y hả? Dạ. Em biết không? Con trai và cái thầy ai hơn là thầy thích. Hai kiểu đó. Sĩ đã từng hành nghề rất lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ca sĩ đã về Huế, nơi người nhớ của ca sĩ đang sinh sống. Hiện nay ca sĩ đang sinh hoạt tại thành phố Huế tại các tu điểm âm nhạc. Cát xê của ca sĩ hiện nay là 1.000 đô một đêm. Lại quê hương đã gặp người một thời yêu thương, cho lòng thêm chút nữa quá hay. Thấy bạn bè thèm